Website đào tạo Forex xin chào nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi live stream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Chúng tôi chia sẻ đến nhà đầu tư những giá trị mà chúng tôi phải giao dịch chứng minh trong suốt thời gian dài trong nhiều năm qua trên thị trường, để nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá được các giá trị thực tiễn này trên thị trường. Và các giá trị mà chúng tôi chia sẻ đến nhà đầu tư đều có để cho nhà đầu tư theo dõi và minh chứng bằng thực tiễn, để nhà đầu tư đánh giá được các vấn đề trên thị trường giao dịch Forex. Khi bản thân các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, các bạn muốn giao dịch được trên thị trường, các bạn phải yêu cầu thầy của mình phải chứng minh những giá trị giao dịch thực tiễn trên thị trường. Thầy không chứng minh được những giá trị thực tiễn trên thị trường thì không thể nào các bạn có thể vận dụng được kiến thức đấy vào trong thực tế được. Và nhà đầu tư phải hiểu rõ rằng một vấn đề gì nhỉ? Khi mà thầy không chứng minh được thực tiễn thì có nghĩa là kiến thức mà các bạn đã được học ở trên thị trường giao dịch Forex từ những cái người mà không chứng minh được cho các bạn giao dịch thực tế trên thị trường, thì đó là những giá trị vứt đi ở trên thị trường giao dịch Forex này. Đây là điều mà chúng tôi chia sẻ đến mọi nhà đầu tư để cho các bạn có thể nhìn nhận, đánh giá được các giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex. Tôi mong muốn rằng những giá trị này tôi chia sẻ để cho nhà đầu tư có thể theo dõi và nhìn nhận. Trong suốt thời gian nhiều năm qua trên thị trường giao dịch Forex, chúng tôi đã cho nhà đầu tư gửi đến nhà đầu tư hàng nghìn những cái video live stream trực tiếp trên thị trường và show full tài khoản và chiếu tài khoản cho rất nhiều các khách hàng để gửi đến nhà đầu tư. Và tôi mong muốn rằng khi các bạn tham gia vào trong thị trường đầu tư Forex, bản thân các bạn phải đánh giá được đâu là cơ hội, đánh giá đâu được là kiến thức đúng, đâu là những người thầy mà các bạn có thể nhìn nhận và thì nhà họ có giá trị thực tiễn ở trên thị trường. Các bạn chớ nên đi nghe những thằng mà gì nhỉ, chỉ biết phân tích ở trên thị trường nhưng mà không chứng minh được những giá trị giao dịch thực tiễn trên thị trường. Đây là điều mà các bạn và các nhà đầu tư cần phải nhìn nhận lại ở trên thị trường thực tế. Các bạn phải hiểu rằng gì nhỉ, kiến thức để các bạn học thuộc đó là điều mà rất là dễ, các bạn có thể tìm đầy trên mạng. Những kiến thức để áp dụng vào thực tế, các bạn phải cần được những người đứng ra chia sẻ, họ minh chứng vào trong thị trường này bằng chính những giao dịch của bản thân họ, bằng chính những tài khoản của bản thân họ trong thực tế, để chúng ta nhìn nhận, chúng ta đánh giá. Có như vậy chúng ta mới có thể tin tưởng, chúng ta có thể chắc chắn rằng cái kiến thức chúng ta có vận dụng mà chúng ta đã học có thể vận dụng được vào trong thị trường thực. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư có thể xem xét và đánh giá được. Và tôi cho nhà đầu tư nhìn thấy rõ các giá trị mà tôi đang vận dụng, tất cả đều là những điểm vào rất là chuẩn trên thị trường. Và những giá trị này trên thị trường chúng tôi đã phải mất thời gian rất là nhiều năm, nhiều tháng trên thị trường để chia sẻ cho các bạn và chia sẻ gửi đến nhà đầu tư liên tục trong thời gian dài vừa qua để cho mọi người cùng thấy rõ. Và tôi chia sẻ hẳn cho các bạn đi đến nơi đâu, các bạn học của bất kỳ ai và các bạn nhận bất kỳ một người nào đó tư vấn ở trên thị trường, thì tất cả những giá trị mà họ chia sẻ, họ tư vấn cho bản thân các bạn hãy yêu cầu họ show tài khoản và nhà show trực tiếp những cái lệnh họ phải giao dịch trực thực tế cho các bạn thấy rõ. Kiến thức thì phải được chứng minh bằng giá trị giao dịch thực tế, kiến thức thì phải được chứng minh bằng thành quả trên thị trường, bằng chính những giá trị về tài khoản trên thị trường để minh chứng về điều đó. Những kẻ ở trên thị trường này đứng ra vẽ vời giao dịch thế này hay giao dịch thế kia ở trên thị trường rất là nhiều, nhưng những cái kẻ mà chia sẻ vẽ vời về xu hướng giá thế này hay thế kia trên thị trường cho các bạn, thì liệu các bạn đã bao giờ thấy những cái thằng đấy nó đã chứng minh về những gì, giá trị mà bản thân chúng nó chia sẻ cho các bạn về những cái xu hướng giá mà chúng nó đã chứng minh cho các bạn thấy rõ rằng nhà chúng nó đã có giao dịch với những gì mà chúng nó đã ra chia sẻ hay là chưa, hay là nhà chúng nó chỉ lên chúng nó vẽ vời cách cho nó thì nhà có lệ để bắt đầu nhà đúng thì nói, mà không đúng thì chúng nó sẽ xóa ngay đi những cái video live stream mà chúng nó đang phân tích xu hướng giá. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải lưu ý, đây là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải nhìn nhận và đánh giá được. Tôi mong muốn rằng những cái chia sẻ xuyên suốt này của tôi trong thời gian dài vừa qua và hiện tại và sắp tới, thì mong muốn rằng nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá được. Các bạn phải nên nhớ rằng khi các bạn học xong thì phải yêu cầu thầy chứng minh bằng giao dịch thực tế, khi các bạn học xong thì phải có theo dõi những cái buổi trực tiếp thầy phải giao dịch trên chính những tài khoản của thầy, và xuyên suốt những thời gian đấy trong vòng từ 3 cho đến 6 tháng để các bạn nhìn nhận, tuyệt đối không được ra mở tài khoản để các bạn và giao dịch. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư thôi. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải nhìn nhận, cần phải đánh giá được, chứ không phải khi các bạn tham gia vào trong thị trường này các bạn cứ lao đầu vào để kiếm tiền ở trên thị trường. Đây là những gì mà chúng tôi chia sẻ để hỗ trợ cho cộng đồng trong suốt những cái chặng đường để cho các bạn nhìn nhận lại rõ vấn đề, chứ không phải các bạn tham gia vào để các bạn cứ thế lao đầu vào rồi đi tìm hết cái này thế kia. Và thì nhìn những cái bọn đứng ra chia sẻ cho chúng ta, chúng nó cứ vẽ vời hết xu hướng giá thế này hay thế kia trên thị trường. Bây giờ chúng nó
cho chúng ta được xu hướng giá bay ở đâu, sell ở đâu, thì các bạn bảo nó mở tài khoản ra chứng minh rằng thì nhà chúng nó giao dịch ở ngay những bước giá mà chúng nó chia sẻ, và mình mở tài khoản lịch sử của nó ra, bảo chúng nó cho chúng ta coi cái full hit lịch sử của chúng nó, thì các bạn sẽ hiểu rõ vấn đề là nhận tay làm sao những thứ mà chúng nó chia sẻ ra bên ngoài cho các bạn, chúng nó nói mồm thì được, nhưng chứng minh bằng thực tế, bằng chính những giao dịch của bản thân chúng ở trên thị trường thì chúng ta sẽ không thấy được điều này. Đây là điều mà các bạn cần phải yêu cầu bất kỳ một ai là các bạn theo học, và thì nhà bất kỳ một ai chia sẻ các bạn kiến thức, hoặc là các bạn mua robot hoặc là copy trade trên thị trường. Đây là những thứ mà tôi mong muốn rằng tôi chia sẻ để cho các bạn hiểu rõ, và thầy thì phải có trách nhiệm trước khi các bạn tìm hiểu khóa học ở đâu, thì các bạn phải yêu cầu xem xét đánh giá bằng chính những gì nhà live stream trực tiếp của bản thân họ, họ có giao dịch hay là không, rồi khi các bạn đến thì các bạn phải yêu cầu coi tài khoản và các bạn xem xét nhìn nhận. Trong quá trình học thì tuyệt đối các bạn không nên học trên demo, mà người thầy phải gì nhỉ, chứng minh bằng chính những kiến thức của họ, chứng minh bằng chính những giao dịch live thực tế để cho các bạn nhìn nhận và đánh giá. Đây là điều mà tôi chia sẻ cho nhà đầu tư nhìn nhận và đánh giá. Tôi xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư, chúc nhà đầu tư giao dịch thành công trên thị trường.